Vậy chuyện này là như thế nào? Tôi là ai? Phó giám đốc nhân sự. Nói máy cho tôi gặp cô Hải Kiều. Dạ, sau vụ của giám đốc thì cổ nghỉ việc ngay. Sao? Nghỉ việc rồi hả? Dạ. Được rồi, tôi biết rồi. Có vấn đề rồi. Phải tìm cho ra địa chỉ của cô ta. Ờ, chị ơi, Có gì không anh? cho tôi hỏi thăm, nhà của cô Hải Kiều có gần ở đây không? Mà anh là ai vậy? Tôi là Kiều, có chuyện gì không? Cô thật sự là Hải Kiều? Nè anh, tôi là Kiều. Anh tới gặp tôi á, còn hỏi đúng hay không nữa. Nếu không có chuyện gì á, tôi không có tiếp. Xin giới thiệu với cô. Tôi là phó giám đốc công ty du lịch Thuận Việt. Tại vì có người đã lấy tên và địa chỉ của cô để đăng ký làm nhân viên trong resort của chúng tôi, cho nên là tôi mới tới đây để tìm cô Hải Kiều. Lại gây chuyện. Cô biết cô gái đó đúng không? Ai? Anh nói ai? Tôi không có biết. Anh nói cô nào đó tôi đâu có biết đâu. Mà thôi, anh đi về đi. Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết á. Với lại từ đây về sau anh đừng có tới tìm tôi. Chắc chắn là cô biết cô gái đó. Anh về giùm tôi đi. Tôi không có muốn tiếp anh. Anh mà còn tới hỏi tôi cái gì nữa hả là tôi la lên đó, anh tin không? Anh không tin chứ gì? Tôi la lên cho người ta biết anh là người quấy rối, bớ người ta, Cô, có người. thôi được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chào cô. Anh đi về đi. Đó đó. Ông kia, mày có tiền trả nợ chưa? Anh ơi, anh làm ơn, anh tha cho em đi. Có tiền là em trả mà. Mẹ mày, cất gì cất hoài vậy? Anh cũng biết rồi đó, bây giờ buôn bán ế ẩm, anh thông cảm. Tao không nói nhiều, lần sau tao tới mà không có tiền, Dạ. biết là đừng ở cho tao. Dạ. Nhớ như mày. Đi. Ủa anh An. Trang, sao tới giờ này rồi em vẫn chưa về nữa? Công việc thì cứ chất đống. Em qua đây để coi mấy hồ sơ và lấy thêm tài liệu. Mấy hôm em bệnh, nhiều việc quá mà không thể giải quyết được hết. Công việc của em nhiều như vậy, sao không kêu tiếng phụ? Vợ cực khổ, chồng phải san sẻ chứ. Anh Tiến còn đảm trách nhiều công việc quan trọng của công ty nữa. Làm sao anh có thời gian để giúp em? Vậy hả? Nhưng mà bây giờ trễ rồi, làm gì cũng phải nghỉ chứ. Thôi, để em cố làm hết, chứ không để đến bao giờ. Trang à, anh muốn gặp em để nói về vụ ông Tiến Dương. Có thể em đã hiểu lầm anh, nhưng thật sự anh không có ý làm hại em.
Anh xin lỗi nếu làm em buồn. Cho anh hỏi thêm em một câu nữa. Anh muốn hỏi em chuyện gì? Em có thật sự hạnh phúc khi sống với Tiến không? Em không cần phải nói. Vì câu trả lời nằm trong hành động của em. Nhìn anh cũng đã hiểu rồi. Chẳng qua là anh muốn chia sẻ với em như là một người anh trai vậy. Anh chỉ mong được như vậy thôi là anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm rồi. Anh nói gì vậy? Anh đừng nói như vậy nữa. Em đã nói rồi, em không trách anh nữa mà. Vậy thì có khó khăn gì, có tâm sự gì, em hãy chia sẻ với anh trai này nhé. Anh không phán xét, mà chỉ giúp em giải tỏa mà thôi. Anh biết, em đã có tâm sự. Anh thấy Tiến có vẻ lạnh nhạt với em. Thật ra, hôn nhân khác xa so với lúc mới yêu. Lúc mới yêu thì vô tư, hạnh phúc bao nhiêu. Thì lúc kết hôn đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Thôi muộn rồi, em nghĩ chúng ta nên về thôi. Để anh đưa em về nha. Thôi không cần đâu. Sao vậy Trang? Em không coi anh đây là anh trai hả? Để anh trai đây đưa em về nha Trang. Thôi được rồi, về thôi. Em cảm ơn anh. Anh vất vả quá. Không có gì. Thôi em vô nhà đi. Anh đi về. Dạ, anh về cẩn thận nha. Em đừng lo. Em ngủ ngon nha. Dạ. Của em đây. Cảm ơn anh. Anh về nha. Dạ. Sao lại đi chung với em? Em nghĩ em không việc gì phải giải thích với anh. Trinh hả? Ngày mai mình có hẹn. Anh muốn gặp em ở chỗ cũ nha. Em nhớ đó nha. Đừng để anh chờ đó. Trang, anh có làm đồ ăn sáng nè. Em ăn đi rồi hãy đi làm. Cảm ơn anh, nhưng em không đói. Em không ăn thì thôi vậy. Tại sáng dậy sớm quá, không có việc gì làm, nên anh chiên trứng thôi. Trang. Anh An. Em đi làm sớm quá vậy? Anh cũng vậy mà. Em, mình lên sân thượng ăn sáng nha. Thôi, em không thấy đói. Bây giờ còn sớm, chưa tới giờ làm mà. Đi, đi ăn sáng với anh. Nha, anh đang nghỉ em đó. Thôi được rồi, em đi được chưa? Đi. Trang à, tối nay em có rảnh không? Chuyện gì vậy anh? Anh muốn mời em đi ăn tối với anh. Hôm nay là sinh nhật của anh đó. Em xin lỗi anh An, em vô tình quên mất. Không có gì,
Vậy tối nay đi ăn với anh nha. Dạ. Cảm ơn em. Ăn sáng đi. Dạ. Mỗi lần á mà tôi gặp lại bà là mỗi lần tôi được uống cà phê ngon như vậy. Thiệt tình á là tôi muốn gặp bà nhiều lắm để bà đãi tôi uống cà phê. Ông bớt nói nhăng nói cuội đi. Hình như á tôi thấy thái độ của bà khó chịu thì phải. Thì sao? Bà đừng có như vậy. Bà đâu còn trẻ trung như xưa nữa. Bà đừng có mà lo lắng, khó chịu, nhăn nhó. Riết là mai mốt nó xuống sắc đó. Cầm lấy. Rồi biến khỏi mắt tôi đi. Đưa tiền thôi. Có gì mà lạnh lùng dữ vậy? Đây là lần cuối cùng tôi nhắc cho ông nhớ. Tôi không có dư hơi để mà cưu mang ông Diều đâu. Tôi như vậy á đã là đạo đức lắm rồi. Ông nên biết điều một chút nha. Trời, làm gì thế ghê vậy? Chứ. Nè, con thấy tình hình của cổ đông như thế nào? Hiện tại họ vẫn xem xét và sẽ sớm trả lời, nhưng vẫn tốt. Con nhớ là không được để tin tức về chuyện đó lọt ra ngoài. Hợp đồng bán resort phải được giữ kín. Còn các cổ đông, con thấy họ có biểu hiện gì không? Dạ cổ đông thì con thấy vẫn rất bình thường. Bà yên tâm đi. Nếu là bình thường, chứng tỏ họ đang rất là lo lắng. Nên tin tức của ta mà lọt ra ngoài thì cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy con hãy gặp gỡ trò chuyện với các cổ đông để trấn an họ. Mà điều quan trọng nhất là phải đảm bảo tin tức không bị lọt ra ngoài. Dạ, con hiểu rồi, con xin phép. Thành thật mà nói, tôi rất lo lắng với tình hình của Thuần Việt bây giờ. Chúng tôi cũng nghe nhiều thông tin không hay về Thuần Việt. Ban đầu á, tôi bán tính bán nghi. Nhưng mà hôm resort thì... Chúng tôi hoàn toàn tin ở anh. Nhưng mà ông Thuần á là một hình ảnh, là một người đứng đầu của công ty. Chuyện công ty làm ăn đi xuống, vì hình ảnh của chủ tịch đâu phải chuyện lạ gì. Ý của mọi người là muốn thay đổi chủ tịch? Cũng không phải là như vậy. Chúng tôi chỉ muốn làm sao để tốt cho cả hai mà thôi. Anh biết đó, chúng tôi là nhà đầu tư thì phải nhìn vào tương lai, chứ đâu phải ngồi đây mà lo lắng hồi hộp như thế này. Mọi người muốn rời bỏ Thường Việt? Chúng tôi muốn rút, nhưng sẽ rút từ từ. Vì rút một lượt sẽ không tốt cho chúng tôi và cả công ty Thuần Việt. Chỉ là phương pháp an toàn. Tôi hứa sẽ cố gắng bảo vệ danh tiếng công ty Thuần Việt để cho mọi người yên tâm đầu tư. Chúng tôi tin tưởng cậu, vậy nên nếu có quyết định chúng tôi sẽ báo với cậu và cho cậu thời gian. Cậu đồng ý không? Còn về phía ông Thuần á, tôi nghĩ chắc cậu biết cách dàn xếp tốt. Thôi được rồi, tôi cũng biết mọi người rất có tình cảm với Thuần Việt. Để các vị yên tâm thì trước mắt là như vậy. Cứ theo ý kiến của mọi người đi. Tốt đó. Được đó. Anh có chuyện gì buồn sao? Nếu có chuyện gì buồn, cứ gặp em sẽ làm anh hết buồn.
Mời em. Ừ, cảm ơn bạn. Nè, món này ngon. Món này ngon. Sao hôm nay sinh nhật anh mà chỉ có mỗi mình em? Anh chỉ muốn có mặt mỗi mình em thôi. Anh chỉ mời mình em thôi à? Em không giận chứ? Không sao. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn em. Anh chờ em một chút nha. Anh vừa có một cuộc điện thoại quan trọng lắm, bây giờ anh phải đi gấp để mà giải quyết. Em chờ anh nghe. Anh xin lỗi. Mời em. Chúc mừng anh. Anh cảm ơn em. Trang à, anh cảm ơn em. Chuyện gì vậy? Đi thôi. Trời ơi, tôi kể đi. Em quên anh là chồng của em hả? Tại sao đi với người khác vậy chứ? Anh không cần phải lo cho tôi. Tôi biết tôi đang làm gì. Và tôi khác anh, tôi không xen vào chuyện riêng tư của anh. Thì anh cũng đừng quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi. Tình yêu chợt đến bên anh, làm con tim anh thổn thương. Mong sao mình mãi bên nhau, để cho anh yêu em suốt đời. Thời gian cứ thế đi qua, tình yêu vẫn sống trong anh. Cùng nhau hướng đến mai sau, cho dù không như là mơ. Ở đâu sóng gió ùa về cùng với bao nghiệt quá, tình yêu đã hóa hận thù, đã kéo ta rời xa nhau. Trong niềm đau, anh cầu mong
luôn được có em bên đời. Tình yêu chợt đến bên anh, làm con tim anh thổn thức. Mong sao mình mãi anh... bên nhau, để cho anh yêu em suốt đời. Thời gian cứ thế đi qua, tình yêu vẫn sống trong anh. Cùng nhau hướng đến mai sau, cho dù không như là mơ. Oh, 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 ở đâu sống gió. Em được đi với An nữa có được không? Với bao nhiệt hoa, tình yêu đã hóa hận thù, đã kéo ta rời xa nhau. Tất cả mọi thứ về em đều liên quan tới anh. Em có biết là mỗi lần anh nhìn thấy em đi chung với An, lạnh khó chịu lắm không? Tại sao em cứ muốn gặp An hoài vậy? Em không có tim hả? Em không có tim sao? Hay chính anh là người không có tim? Anh khó chịu. Anh tự nghĩ xem, anh với Trinh, anh nghĩ sao hả? Anh đừng có như vậy nữa. Anh xin lỗi em. Em hãy nghe anh nói một lần có được không? Có thể những gì anh nói, anh làm khi cho em bị tổn thương, nhưng đó chỉ là giả dối. Khi nhìn thấy em bị đau thì tim anh cũng đau. Khi nhìn thấy em khóc, anh cũng khóc. Nhưng anh thật sự không biết phải làm như thế nào. Nhưng làm sao mà em tin anh được chứ? Em được tin những điều anh làm, những gì anh nói. Chỉ xin em một điều duy nhất mà thôi. Em hãy tin nó có được không? Tình yêu đó luôn dành cho em. Em tin anh.
Anh có cuộc gặp đối tác. Dạ chào chị. Ừ. Hôm qua dám bỏ mình lại một mình, đáng lẽ phải làm một trận ra trò. Nhưng mà thôi, mình đối xử tốt lại, thế nào cũng áy náy gấp bội mà tìm mọi cách chuộc lỗi với mình. Loan, Loan nói chuyện với Trang một chút được không? Trang đang cần Loan cho lời khuyên nè. Ừ, được mà. Đi. Dạ chào chị. Ừ. Loan nè, mình muốn nghe lời khuyên của Loan về chuyện của mình với anh Tiến. Bộ hai người xảy ra chuyện gì hả? Cũng không hẳn. Nhưng Trang không hiểu sao, từ lúc mới cưới nhau về, anh Tiến luôn tỏ ra lạnh lùng với Trang. Anh ấy không nói lý do, mà anh ấy còn tránh, không đụng tới Trang. Vậy sao? Vậy là từ lúc cưới tới giờ, hai người chưa có đêm tân hôn nào sao? Nhưng hôm qua anh Tiến đã nói với Trang rất nhiều điều. Trang cảm thấy lời nói của anh ấy rất chân thành. Ngày hôm qua tụi mình còn... Đó là đêm tân hôn muộn của Trang đó. Vậy là quá tốt rồi. Trang không hiểu anh ấy. Như hôm nay, anh Tiến lại tỏ ra lạnh lùng với Trang. Anh Tiến cứ làm lơ Trang hoài à. Thôi, Trang cũng đừng lo lắng quá. Những người mới cưới thường hay có tâm lý không ổn định. Vả lại công việc của anh Tiến nhiều, mình nghĩ đó có thể là nguyên nhân đó. Trang đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhưng Trang có cảm giác anh Tiến đang có điều gì đó khó nói mà vẫn đang giấu Trang. Thật sự đó là chuyện gì chứ? Trang nè, đừng có suy nghĩ nhiều quá, không tốt đâu. Đàn ông á thường hay ít chia sẻ về những chuyện xấu của họ, không có giống như là chị em phụ nữ chúng mình đâu. Trang hiểu không? Có lẽ từ hôm nay Trang sẽ tin tưởng anh ấy nhiều hơn, dù cho anh ấy có như thế nào, tỏ vẻ ra sao, thì Trang cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng anh ấy. Ừ, đừng buồn nữa nha. Nè, cầm lấy đi. Gì vậy chị? Chén sâm này tưởng là ngon, nhưng mà hư rồi. Hư thì phải bỏ. À, gì kỳ vậy? Có chuyện gì vậy? Chị Trinh vào công ty, lúc vào thì vui vẻ lắm, mà không hiểu sao lúc ra lại bực mình. Còn nói mấy lời gì mà canh thiêu, rồi không ăn được, rồi quăng hết xuống đất. Chuyện gì khiến cô ấy tức giận? Ha ha ha.
Chị, em sao vậy? Anh còn dám hỏi tôi nữa? Tôi bị như vậy là vì ai chứ? Có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi. Em làm anh lo quá. Lo lắng hả? Anh lừa ai? Nhưng đừng có mà lừa tôi nữa. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Anh đi về đi. Bỏ tôi ra. Bỏ em tôi bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì đó anh nghe? Hả? Có chuyện gì vậy? Anh biến ra khỏi nhà tôi. Anh đừng đóng kịch nữa. Tôi biết hết rồi. Anh nói chỉ có một mình tôi mà tại sao anh đi ngủ với con Trang hả? Anh là đồ lừa đảo. Anh đi đi. Trinh à, tôi em không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn gặp anh nữa. Anh đi về đi. Tôi xin anh, xin đừng chạm vào người tôi nữa. Xin đừng lừa dối tôi nữa. Anh đi về đi. Nghe nói có được không? Tôi chỉ muốn ở lại một mình thôi. Anh đi về đi. Đi về đi. Anh không biết phải nói gì với em. Anh xin lỗi em. Anh đã không giữ được lời hứa của mình với em. Được rồi, để anh về. Nhưng mà anh hy vọng là em sẽ sớm bình tâm trở lại. Đừng có làm điều gì nông nổi nghe em. Em tới lâu chưa? Chuyện của anh và Trang là sao vậy? Trang đã kể cho em nghe hết rồi. Chuyện đó là sao? Anh vẫn còn tình cảm với Trang. Có đúng vậy không? Tối hôm đó anh uống nhiều quá, cho nên không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tại sao anh có thể hành xử như vậy chứ? Em đừng cằn nhằn nữa có được không? Anh lo giải quyết chuyện của Trinh không cũng đủ mệt rồi. Anh nên bình tâm lại đi. Thái độ của anh như vậy sẽ khiến Trang nghi ngờ đó. Nghi ngờ gì chứ? Nhưng anh yên tâm, Trang nói với em, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ấy vẫn sẽ luôn tin tưởng anh. Em nè, em cũng khá là nhiều việc. Bây giờ phải coi sóc căn nhà này nữa. Có vất vả lắm không? Em không sao. Em đã tính kỹ rồi. Chúng ta sẽ không cần căn nhà này nữa. Còn về bàn thờ của ba, em sẽ chuyển về nhà em. Em nhang khói cho ba sẽ tốt hơn. Ừ, vậy cũng được. Hơn lúc nào hết, em rất cần sự tỉnh táo của anh. Chúng ta sắp thành công rồi. Ừ, anh hiểu mà. Yên tâm đi. Em hãy tiếp tục theo dõi ông tài xế. Có gì báo liền cho anh. Ừ, em biết. Thôi, em về đây. Ừ. Về phía cổ đông, bà cứ yên tâm đi. Con đã nói chuyện với họ, mọi chuyện đã ổn hết rồi. Họ biết là điều gì tốt cho họ mà. Vậy là tốt lắm. Sắp tới là ngày thành lập công ty, con làm sao tổ chức một bữa tiệc cho xứng đáng với tầm công ty Thuần Việt. Coi như đây cũng là câu trả lời đảm bảo cho các cổ đông. Dạ con hiểu rồi.
có gửi thư mời về việc thành lập công ty vào cuối tuần này. Thiệp tôi đã để ở trên bàn của cô đó. Khi nào cô vào thì cô lấy nha. Trời, tại sao mình lại như thế này? Không được, không được. Trinh à, mày không được mất tinh thần như vậy. Mày là Trinh, chẳng có gì muốn mà không được cả. Xin mời chị Loan. Loan nhìn Sơn hôm nay có đẹp không? Hôm nay Sơn dẫn chương trình ở đây nè. Mà Sơn hồi hộp quá. Loan có câu gì động viên Sơn không? Để cho Sơn hết hồi hộp đi. Không quan tâm. Không quan tâm. À, ý Loan nói là Sơn không cần quan tâm mọi người ở đây hết. Sơn biết rồi. Sơn sẽ coi mọi người ở đây như là ruồi muỗi. Xin mời mọi người. Chào anh. Dạ, sức khỏe của anh giờ này sao? Mời. Tôi khỏe hơn. À, sao rồi? Dạ, mời. Vẫn vậy à. Em chào anh chị. Chào các chào anh. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Lúc nào xuất hiện thì cô cũng rất là lộng lẫy. Em cảm ơn. Dạ, xin mời. Xin mời. Dạ, xin mời. Dạ, mời. Hôm nay thật là nhất định sẽ có cơ hội được hợp tác với các anh. Con chào ba mẹ. Cố giùm em nha. Con chào ba mẹ. Chào. Chào Trinh. Bữa nay hai người đẹp đôi lắm. Đúng là một cặp trời sinh. Cảm ơn vì cô đã quá khen. Dạ, kính thưa các vị quan khách. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty Thuần Việt, tại sao ngày hôm nay chúng ta không thưởng thức một tiết mục khiêu vũ đặc biệt? Quý vị quan khách có đồng ý nhường sân khấu này lại cho cặp vợ chồng hạnh phúc đó là Trang Tiến không ạ? Tiết mục chắc hấp dẫn đây. Mời anh. Người yêu ơi, lại gần bên anh, để cho phút giây bên nhau thật dài tựa như bất tận. Kề vai nhau, chìm vào trong nhau, để hai trái tim ta hòa nhịp yêu thương. Người yêu ơi, lại gần bên em, để em có anh cho em nhận được thương yêu vô về. Bàn tay em đặt vào tay anh, để em sẽ luôn mãi luôn hồn.